Nhà anh Thanh đẹp quá các bạn ơi. Nhà thông từ mặt đường phía trước ra mặt đường phía sau luôn. Wow. Hồ bơi quá rộng luôn. Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đã coi như là gần nửa năm rồi các bạn, khoảng 4 tháng, 5 tháng anh Sĩ ha. Gần nửa năm rồi. Thì Duy với anh Sĩ là hai anh em mới có dịp là đi chung với nhau, cũng như là để giao chiếc xe Mercedes-Benz đến tận tay cho những khách hàng thân yêu của mình các bạn đó. Thì bởi vì là các bạn biết rồi ha, dịch Covid nó kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4 tháng trời. Cho nên là trong cái thời gian này thì mọi thứ gần như là đứng lại luôn, không có bất kỳ một cái hoạt động gì hết. Và đối với chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này nè các bạn, thì anh Tuấn, khách hàng của Duy ở Phan Thiết ha, thì đã đặt cái chiếc xe này của Duy trong tháng 7 đó, trong ngay dịch luôn đó. Và mãi đến bây giờ luôn các bạn là Duy mới có thể đăng ký xe cũng như là bàn giao xe được cho anh Tuấn đó. Thì trong thời gian vừa rồi các bạn, thì ở Sài Gòn á nó cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn. Hầu như là bạn bè của mình ha, những người thân của mình thì gặp nhau luôn, coi như không gặp nhau, cũng như là cũng có rất là nhiều người bị nhiễm Covid luôn các bạn đó. Thì anh Sĩ thì sao, anh sĩ thì sao? Anh thì cái cô anh cũng nói chung là ở đây thì trong giày trò anh không bị, còn các giày trò kế bên là bị nhiều lắm luôn. May cái là trong cái giày trò mà thì trong một khu vực giày trò như vậy thì chỗ anh không có. Nhưng bạn anh cũng bị nhiều lắm, bạn cùng quê đó, bị cả gia đình luôn thôi nhiều. Em thấy là bữa rồi là lên Facebook là nhiều anh em, nhiều bạn bè, coi như là có người thân mất dữ lắm á anh Sĩ. Người chết nhiều mà. Thấy là lên là cái đợt mà cao điểm á, là lên Facebook là mấy anh em coi như là đổi avatar quá trời. Riêng anh có người quen ở quận 8 kia, ở Bãi Tre, trong Bãi Tre quen nhau gần chết một gia đình mười mấy người chết hết luôn, chết lúc đầu thì luôn. Chết dữ vậy anh? Chết hết mười mấy người luôn. Ồ, kinh khủng ha. Bây giờ thì đói bụng rồi các bạn, đi cũng sớm cho nên là anh Sĩ dừng lại, hai anh em dừng lại để ăn sáng nè. Anh Sĩ cái này ở ngoài quê bánh xì, anh Sĩ gọi là gì, cái đây Sài Gòn gọi là bánh giò ạ. Cái này thì gói bằng lá chuối đúng không? Thì ở ngoài quê mình là gọi bằng bánh lá, nhưng mà ở quê mình làm cái bự hơn thế này. Cái bự hơn mà lại nói chung cái này cũng ngon ăn, cũng có phần giống vị ngoài quê đấy. Bánh lá chuối ha. Bánh lá thì gọi là bánh lá thôi. Bánh lá rồi hả, chứ không phải là bánh lá chuối ha. Đúng rồi. Trên đường đi làm các bạn thì Duy đi sớm, Duy mua đồ ăn sáng cho hai anh em nè. Bởi vì là trong giai đoạn này chắc là đi trên đường chắc cũng nhiều, bây giờ thì nhiều rồi. Bây giờ không thành vấn đề, nó bình thường hết rồi. Trong dịch đó các bạn là anh Sĩ cũng vẫn đi giao xe được của các bạn nha. Hầu như là không có nghỉ luôn đúng không anh Sĩ? Từ tháng 7 nói chung là không có nghỉ gì hết. Có xe thì vẫn đi thôi, vẫn đi giao bình thường thôi, nhưng mà có điều là xe thì không có thôi đúng không anh Sĩ? Cũng may là bữa đó là Duy nhờ được anh Sĩ giao chiếc xe C300 cho Lâm ở ngoài Huế. Bữa đó anh Sĩ đi có một mình đó anh Sĩ hả? Anh đi một mình thôi. Đi qua cho mấy cái chợ chốt kiểm dịch chắc là nhiều lắm hả? Chốt thì nhiều, đi qua một chốt thì test một lần, nói chung là thời gian qua mình test hoài luôn, test thì không nhớ bao nhiêu lần luôn. Đi qua Huế nha, chừng chục chạm không anh Sinh Sĩ? Đi từ đây ra Huế hơn chục quá. Hơn chục chạm không? Cứ mọi tỉnh, mọi địa phần là có trạm luôn, từ 1 tới 2 trạm. Mà cái chuyến đó bị bão nữa anh Sĩ ha? Không thì thông tin bão nên anh đi nó bình thường. Đi lên cao tốc thôi, còn ngại thì gió có lớn. Ok, bây giờ hai anh em ăn sáng xong rồi tranh thủ đi ngay các bạn đó, bởi vì là ở dưới anh Tuấn hay như anh Thanh đợi hai anh em ha.
Ok, hẹn gặp lại các bạn tại nhà của anh Tuấn với là anh Thanh nha. Hiện tại bây giờ thì đi tỉnh giao xe còn rất là cực các bạn, bởi vì là rất là nhiều những cái chốt chặn. Hiện tại bây giờ Duy với anh Sĩ thì tới đâu chị? Bình Thuận. Tới Bình Thuận rồi. Đó, vừa tới địa phận Bình Thuận thì chốt của Bình Thuận nè. Duy với anh Sĩ bắt đầu là kiểm tra y tế ha. Rồi để tiếp tục lên đường. Xe quá trời đông luôn, không biết là ở đây bao lâu anh Sĩ? Nhanh không? Chắc khoảng 20, khoảng nửa tiếng. Ok. Có gọi thì gọi em vô nha. Ok. Từ sáng giờ là đi qua hai trạm rồi các bạn. Đó, một trạm ở dưới Đồng Nai với lại một trạm ở Bình Thuận. Xe tải quá trời đông rồi các bạn thấy không? Giấy tờ hả anh chị? Lúc nãy Duy với anh Sĩ hai anh em vô kiểm tra y tế các bạn, nhưng mà bây giờ là mấy chú công an kêu là phải quay đầu lại hả anh Sĩ? Đúng rồi, giờ đây phải đòi giấy test. Cần có giấy test mà giấy của mình thì hết hạn mất mấy tiếng rồi. Mà lúc này thì mình có tính tới cái Đồng Nai test mà mấy đồng chí bên chốt kia hỏi thì nói là nay chỉ cần khai báo với lại có thẻ xanh là đi, không cần giấy test nữa. Mà bây giờ bắt test nữa. Bây giờ bắt quay lại đi lấy giấy test. Vậy là hai anh em mình phải quay lại cái trạm Đồng Nai hồi nãy hả? Đúng, hay là cái trạm test Covid ở đây? Cây, mình chỉ còn 3 cây nữa là tới. Ồ, mắc công quá ha. Cái điểm test Covid. Mà thủ tướng cũng nói là đây không cần phải test nữa, mà không cần giấy test để nó tiện việc đi lại, chỉ test những cái trường hợp nghi ngờ thôi, còn sau ở bên dưới để làm như thế này. Vậy bây giờ hai anh em mình phải quay lại test xong một cái rồi ra đó nộp giấy. Đúng rồi, được đi. Ồ, mất thời gian quá ha. Mình lúc nào cũng kiểu gì bây giờ. Ok thôi, lỡ chịu thôi anh Sĩ ơi. Bây giờ Duy với anh Sĩ thì hai anh em đi tìm cái chỗ để test Covid và cấp giấy đi đường các bạn. Duy mới vào cái phòng khám này, ở đây là mấy anh nói là không có test cũng như không có cấp giấy đi đường. Thì bây giờ Duy với lại anh Sĩ tiếp tục đi tìm. Đó, thì cách đây cũng khoảng tầm 20 phút nữa thì mấy anh hướng dẫn là có một cái trạm y tế huyện Xuân Lộc. Đó, chỗ này sẽ có test, hy vọng là đi anh Sĩ ơi. Không hả? Mấy anh chỉ là mình chạy lên đây khoảng tầm 20 phút nữa. Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc hả? Anh biết chỗ đó không? Đó, hy vọng thì lên đây thì sẽ test được các bạn để tranh thủ đi giao xe thôi. Nãy giờ thì mất cũng rất là nhiều thời gian rồi. Lúc nãy thì hai anh em đã đi qua hai trạm, ba trạm mọi bạn là không có yêu cầu, bạn chỉ cần có thẻ xanh Covid thôi, có thẻ xanh là mình có thể là đi được rồi đó. Nhưng mà đến địa phận giữa Biên Hòa, Đồng Nai và Bình Thuận thì lại yêu cầu, mấy anh yêu cầu, thì bây giờ hai anh em phải quay ngược lại thôi. Đã đến trung tâm y tế huyện Xuân Lộc các bạn. Đó, các bạn thấy có các bạn không, xét nghiệm test nhanh Covid nè. Đó, rất là mừng luôn các bạn. Rồi đây test nhanh để mà đi, mà không biết ở đây bao lâu nữa anh Sĩ. Hy vọng là mất khoảng 15-20 phút ở đây thôi các bạn. Chứ đợi mà hả mấy tiếng đồng hồ nữa ở đây chắc chết luôn á. Ok, thì thôi bây giờ hai anh em xuống test một cái. Đó, để mà đi tiếp thôi. Ở đây cũng có test nhanh Covid các bạn, nhưng mà chỉ test để khám chữa bệnh thôi. Bây giờ tiếp tục đi qua bên kia test để cấp giấy đi đường. À, test cấp giấy đi đường khác nha, test khám chữa bệnh khác nha. Đâu anh Sĩ, gần đây không anh Sĩ? 2 km.
đi lên đây 2 km nữa hay là ngược lại à. Bây giờ là được test rồi nè các bạn à, anh sĩ thì đang ghi đây hiện tại thì bây giờ là có 2 anh em đi test thôi các bạn à, có 2 anh em đi test thôi, đang đợi một chút xíu nữa chắc test cũng nhanh thôi à, không vấn đề gì đâu. Đây các bạn à, có cái phiếu này không mà buổi sáng giờ lay hoay nè. Thật ra là vấn đề mà test nhanh này các bạn để đi đường thì đã bỏ rồi ha, Thủ tướng Chính phủ đã nói là bỏ rồi không cần phải test nữa, nhưng mà khi đến địa phận của Bình Thuận thì mấy anh lại yêu cầu lại test đó. Thôi mấy anh yêu cầu thì mình làm thôi, đúng không anh chị, chứ làm sao giờ ha, bắt buộc phải làm để nội quy của cái từng địa phận, chắc là nội quy của từng địa phận thôi, chắc là mấy anh muốn cho nó tốt nhất có thể. Ok bây giờ là Di tiếp tục lên đường, quay đầu lại. Hiện tại bây giờ thì Duy đã tới cổng chào của Hàm Tân Bình Thuận rồi các bạn. Đó thì Duy đang tìm nhà của một đứa em ha, khách hàng của mình. Đó thì nhà của Tiến thì cách đây khoảng 500m thôi thì Duy chắc cũng sắp tới rồi. Đó thì bởi vì là Duy có bán cho Tiến các bạn. Tiến có đặt của chiếc xe của Duy là C180 AMC giống như cái chiếc xe mà Duy giao cho anh Tuấn với anh Thanh nè. Đó cho nên là Tiến thì cũng chưa có xem xe nữa, bây giờ Duy chở cái xe qua nhà cho Tiến, cho Tiến xem luôn. Đó thì chắc là Tiến xem xe xong rồi tiến hành thanh toán rồi làm mấy cái thủ tục đó, chắc qua tuần sau Duy sẽ giao cái chiếc xe C180 AMG tại đây luôn cho Tiến nữa. Đó Tiến năm nay rất là trẻ các bạn, trẻ rất là trẻ luôn á, chứ không phải là trẻ vừa nữa tuổi trẻ bây giờ tài cao quá. Lát nữa thì tới nơi gặp Tiến, Duy sẽ quay cho các bạn xem luôn. Tiến nói là qua cái đèn xanh đèn đỏ này thì khoảng tầm 500m á. Anh nhớ cái nhà trong này không? Cuốn thỏ nè. À, nhà thỏ trong này nè. Đó, Duy thì giao cho thỏ các bạn, nhà trong đường này nè. Đó, vừa quẹo vừa là tới thôi. Thỏ mua của Duy là 2 chiếc xe rồi. Năm 2020 thì thỏ mua cái xe GLC 200 Formatic đó, và cách đây khoảng tầm mấy tháng là thỏ mua của Duy chiếc xe S450 Luxury à, coi như là mình cũng rất là có duyên với tỉnh Bình Thuận các bạn. Thật ra là Duy biết Tiến là cũng qua là thỏ giới thiệu với Duy đó chứ. Đâu rồi ta, chạy lên chắc xíu nữa anh sĩ ơi. À, thủy nhân nè, thủy nhân. Ok, chắc quẹo vô nhà luôn đi anh sĩ ơi. Ồ, nhà anh to ghê không? Nhìn cái khu vực này thấy không có nhà to. Nhìn cái này nhà to. Nhà to là biết nhà của Tiến hả anh chị? Đoán vậy đó. Đâu có ai mà mới đặt xe thôi mà chở xe tới nhà cho khách hàng coi luôn đâu các bạn, thấy không? Anh chị hả? Lần này mình chơi mạnh quá anh chị ha. Không? Nhìn đúng ngầu luôn á à. Thì nó y chang cái C300, em thấy đâu có khác gì C300 đâu à. Không, hình dáng y chang luôn. Ở tuần sau em lấy. Thì sao lấy ha? Thì sao anh chở xuống cho? Lấy mạng mới ổn à. Trời, phải có xíu nữa. Mẹ em về lâu chưa? Mẹ em về lâu rồi, mà mưa lên rồi. Mẹ em gần đây không? Chở qua nhà cho mẹ em coi. Mẹ trên đây mẹ. Dạ. À. Em là xuất khẩu Thanh Long hả?
bữa giờ dịch có ảnh hưởng nhiều không em? Ra coi xe đi, anh hạ xuống cho em coi á. Đây, ra đây coi. Nhìn ngầu á. Nhìn ngầu dễ sợ, nhìn nó gọn gọn đó, hợp với mình trẻ đi chiếc này thôi chứ nhất luôn hả em? Tự luôn rớt cổ tài luôn á. Vậy hả? Anh xin thì xin nữa, chữ gì đâu. Anh sĩ ơi, lấy cái chìa khóa luôn anh sĩ ơi, mở cửa anh sĩ ơi. Ủa cái này nó có đèn nữa không anh? Nguyên bản thì không có đèn, mình em mua thôi, có đèn xem không? Ừ. Được quá anh ha. Từ sau anh chở xuống cho. Dạ. Đi từ sau chở xuống em nha. Ừ. Đi từ sau lên đưa tiền cho. Mai em có lên Sài Gòn không? Có, 18 anh lên nè. 18 em lên phải không? Dạ. Lên này ghé anh luôn. Dạ. Nha. Anh qua 17 rồi á, anh bên đó phải không? 18 Tây hay là 18 âm? 18 này nè. 18 âm cái gì? Em đang tính âm lịch đúng không? Dạ. Đó, xe em y chang vậy thôi, nhưng mà em chọn cái ghế màu đen mà đúng không? Dạ. Khoe không? Ghiền không? Ghiền. Em ghiền cái nè, nói giờ luôn á. Dạ. À, hồi đó kêu ba em mua rồi xe ngon mua Santa Fe đời mới. À. À, mà có đi đâu. Đi có 20.000 cây rồi để nhà. À, anh sĩ ơi, bấm kiến lên giùm em anh sĩ. Đi có 20.000 cây để nhà hỏi luôn. Ừ. Mà xe đó em cũng chạy hả? Lâu lâu mới đi vậy. Ừ. Con xe đi cho nó khỏe thôi. Em thì hàng ngày em ở đây. À. Chính quan sát rồi coi như là coi cho ba mẹ em luôn. À. Nhà anh Thọ trên đây nè, anh tưởng đâu là xa là em chứ ai giờ tuốt. Ủa, trên đây qua kia nhiều. Vậy hả? Ngay cái đèn xanh đèn đỏ nè đúng không? Quẹo vô là nhà Thọ đúng không? Xanh đỏ lên xíu ngay cổng chào á. Ừ. Đúng rồi. Mà Phương Trang á là mấy cái bệnh viện dã chiến á. Đó, các bệnh nhân mà hết bệnh đi về là xem Phương Trang đưa về tận nhà luôn. Hết rồi, trừ bác sĩ đi khám hay là đi xét nghiệm hay đi đâu, nói chung là Phương Trang nó phục vụ nhiều lắm luôn đó. Coi như là đỡ lắm luôn á anh sĩ ha. Ừ, nó giúp nhiều mà Phương Trang này mà hết dịch cái là đông khách lắm rồi. Người có tiếng rồi. Quay hả? Phú Yên là được Phương Trang hỗ trợ đưa về nhiều nhất. Ừ. Chắc là ông chủ ở gốc gác thì Phú Yên. Mấy cái bệnh viện dã chiến ở Sài Gòn đó, bệnh nhân về đông lắm. Xe Phương Trang đưa về hết luôn. Trang này rồi mấy mà hay thấy lớn nhất là đưa người dân về các tỉnh thành. Ừ. Miền Tây thì đưa quá nhiều luôn. Việc rất khó khăn là để thế doanh nghiệp lớn khó khăn, nói chung là cái người ta bù lại cho mình. Nói chung là cái đợt dịch vừa rồi á là mấy doanh nghiệp lớn hỗ trợ nhiều lắm luôn á anh sĩ. Thật ra mình đến cái doanh nghiệp không hỗ trợ thì còn thê thảm hơn nhiều. Nhưng những trang này đơn giản thôi, hết dịch cuộc sống bình thường lại đấy thôi. Đầu người ta đi gái là đầu tiên là có Phương Trang. À giờ chỉ có Phương Trang thôi chứ còn ai nữa đâu đúng không? Còn lúc khó khăn có hỗ trợ người ta, lúc sau thì người ta đâu
nhiệt tình luôn, chạy ra đón hai anh em nè. Sợ hai anh em đi tùm lum tùm la rồi hả, bị bị mấy cái chốt Covid chặn lại nữa, cho nên anh chạy ra. Còn mình cũng khai báo đầy đủ bên kia rồi nên giờ tránh cũng được chứ không cần thiết lắm. Ok, thì mình đầy đủ giấy tờ rồi, mình xuống tới đây là yên tâm rồi. Là vì mình đủ điều kiện để đi vào rồi đó. Giờ đi tới Hà Nội được luôn hả anh chị hả? Ừ, thì qua mỗi chốt thì mỗi lần kiểm tra thôi. Tới thành phố Phan Thiết rồi các bạn. Qua chốt liên ngành thì gần như mình đủ điều kiện hết rồi. Nói chung Phan Thiết là em khoái đi lắm. Có thời gian rảnh, có điều kiện là dọt xuống Phan Thiết liền. Ừ, khi nào đi rủ anh với. Mà nhiều khi lâu lắm mới sắp xếp được thời gian. Đó, quẹo vô. Thành phố Phan Thiết đó, anh thấy đường ghê không? Hoành tráng ha. Phan Thiết này kiểu rất là giống với Phan Giang, đường thì rộng hơn ấy. Công an và mấy tòa nhà hành chính gần như kiểu là giống Phan Giang. Anh chạy vô giùm em nha. Tụi con nhớ cho nó lên cái xe. Hả? Sơn hả? Ờ, bên này mới biết luôn. Anh đứng lên cờ cho anh hát trong nhà, anh dắt xuống. Ồ, hồi nãy em đi tới Bình Thuận rồi đó, phải quay đầu lại mấy chục cây. Mà đâu có chỗ chạm nào bây giờ yêu cầu test nữa đâu, mà sao chạm nó lại yêu cầu? Cần đó là cái đầu cửa ngõ vô Bình Thuận. Cái cửa ngõ vô Bình Thuận luôn, cho nên nó phải làm vậy á. Em đi qua là Biên Hòa, Đồng Nai không có, qua trạm cao tốc không có, nó nói là bây giờ không cần giấy nữa. Mà qua Bình Thuận thì lại cần giấy. Là cái trạm đó là trạm đầu tiên vô cửa ngõ Bình Thuận á. Để em chỉ anh vô số. Bấm kiến xuống em chỉ cho. Rồi anh đã thắng, anh gạt cái này xuống, gạt cái cần này xuống là tới nè, số D là chạy tới nè, anh thấy không? Sáng tay tự động nó xả thắng tay luôn. Rồi anh gạt xuống đi, nó xả thắng tay liền. Rồi đạp thắng anh gạt xuống, gạt mạnh xuống, rồi chạy. Anh thấy D rồi đó, D là chạy rồi đó. Đúng rồi, con số trên này luôn, đúng rồi. Cái đó là cái con chuột để anh cảm ứng cái màn hình thôi, xíu nữa em sẽ chỉ anh chạy vô đi. Rồi đẩy tới là cái nào đâu em? Đẩy tới nè, cái nút anh chỉnh ghế chỗ này. Đây phải không? Dạ. À đây ha. Dạ. Nặng đây hết rồi. Hướng dẫn cho tài xế xem. Dạ. Kêu tiên nhắn. Đậu kế chiếc BM luôn nè. Anh muốn làm sao? Đậu lại đúng không? Đậu lại thì anh bấm vô em chữ B. Bấm vô anh, bấm vô cái đầu á. Đúng rồi. Đó, là B rồi đó. Còn anh gạt mạnh lên là số lùi. Anh thấy không nè, nó có nè. Đây là hệ thống rồi, xuống rồi phải không? Nè đúng rồi. D là gạt xuống nè. R là gạt lên nè. Xe BM này của anh Thanh với lại anh Tuấn nè các bạn, mới lấy cùng một lượt với chiếc này nè. Nếu mà chiếc xe C-Class của này nó đăng ký khoảng tầm là trước 1 ngày 2 ngày thôi là Duy đã giao rất là sớm cho anh Tuấn và anh Thanh rồi đó, nhưng mà trễ có 1 2 ngày thôi, ở đây công an nghỉ làm việc các bạn, cho nên là không có đăng ký biển số gì được hết. Rồi lúc đó là phong tỏa luôn mọi thứ, không có giao xe được, tới mãi ngày hôm nay mới đầu giao xe nè. Đó, hồi nãy xuống xe ở đây thì Duy tưởng là ở đây là một cái chỗ để rửa xe, chăm sóc xe các bạn, nhưng mà không phải. Đây là cái bãi xe của anh Thanh. Đó, quá trời xe luôn.
Đã quá ha, ngồi đây mà uống trà nhậu là sướng quá ha, anh Tuấn hả? Hả? Quá đã nè. Ôi ôi, hồ bơi nè. Quá sướng luôn. Anh có hay bơi không? Anh có hay bơi không? Ra biển bơi cho thoải mái anh hả? Có cái cây này đẹp quá ha. Thuê cái nhà bên kia hả? Để xe chơi chứ cho thuê làm chi? Anh này để cho xe chơi thôi chứ đậu cho thuê làm chi, mất công không? Cái nào? Nhà xe. Cái đó là của mình mà. Ừ thì để xe chơi thôi chứ cho thuê làm chi? Không chỗ đậu nữa đâu cho thuê. Bởi vậy giờ cho thuê thuê chỗ đậu lên nó mất công phải không? Nó đòi thuê, nó đòi thuê của mình ha. Lấy nữa mà muốn thì đi ra ngoài kia coi cái dãy nhà xe của anh Thanh này kìa. Còn nó đi xe tải. Xe tải. Xe tải hả? Mấy chục chiếc rồi đó. Chỉ nô mà. Chỉ nô đô á. À. Mà lấy cả 10, cả 13 lô đất ngoài đó chứ nhiêu. Trời ơi. Làm nhà xe hết mà. Ủa sếp đâu? Sếp đi cảng không? Đi cảng rồi, hai bên này chưa có giờ rồi. Sếp rồi, người ta nói cây giờ. Vậy hả? Đúng rồi, đó. Sếp còn ngày là ở dưới đó. Cái này là gì ta? Cái gì ạ? Cái đuối á. Cái áo hả? Lạ ha. Muốn xong mà mắm mê chấm nhậu đi qua. Đây này. Chấm mắm mê ha. Của em này. Anh đã sẵn cái thùng đó với lại đồ đó. Của em là cái này hả? Bữa nay mình đi Phan Thiết hoài luôn nha, mà bữa nay mình đi ngang đây cũng hoài luôn á, mà bữa nay mới có dịp vô đây nè. Đi Hàm Tân thì gọi thọ đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy đi gặp Hàm Tân ghé Nhàn Tiến nữa. À ghé Nhàn Tiến rồi sao rồi? Cho nó coi cái xe nè, tại vì nó mua cái xe y chang này luôn. À đúng rồi, mua chiếc xe 180 AMG. Y chang chiếc này luôn. Màu đen luôn, ừ, màu đen luôn, ghé cho nó coi rồi. Chắc là tuần sau chở xuống cho nó luôn. À chắc nó chồng hết luôn vậy. Ừ. Chuyển hết luôn. Nhà anh Thanh đẹp quá các bạn ơi, nhà thông từ mặt đường phía trước ra mặt đường phía sau luôn. Wow. Hồ bơi quá rộng luôn. Vì mới bàn giao cái xe C180 AMG cho anh Thanh với là anh Tuấn xong các bạn. Đó thì bây giờ khoảng hơn 2 giờ rồi, vì bên sĩ hai anh em bắt đầu là quay về thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị ngày mai mình còn một chuyến đi nữa anh Sĩ, đi Đắk Lắk á. Okay. Ha. Thì khi mà về các bạn, anh Tuấn hay anh Thanh gửi cho Di là một thùng hải sản luôn, cũng như là một bịch khô mực to này các bạn. Đó thì công ty của anh Thanh đó các bạn là công ty Bích Thanh á, công ty về hải sản rất là lớn ở thành phố Phan Thiết nè. Đó cái này là sản phẩm từ công ty của anh Thanh. Mực rất là ngon các bạn. À, mực to không à, thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Ok thì đây là cái chuyến xe mà giao xe ở tỉnh đầu tiên coi như là kể từ dịch tới bây giờ các bạn. Đó thì Duy lúc nào cũng vậy ha, lúc nào cũng muốn là cố gắng tận tay giao cho khách hàng của mình chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz đó, bởi vì là trong dịch đó thì không thể nào, lúc trừ khi là Di không thể nào sắp xếp được các bạn, nhưng mà nếu mà Di sắp xếp được thì Di sẽ cố gắng đi để mà tặng tay giao đến những chiếc xe Mercedes-Benz cho khách hàng của mình đó. Thôi bây giờ là Di và anh Sĩ hai anh em bắt đầu là quay về lại thành phố Hồ Chí Minh đó. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip cũng như là ủng hộ Di trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông để cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái dòng xe của Mercedes-Benz cũng như là những cái chuyến giao xe như thế này. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.